Rất hân hoan tái ngộ với vị khán thính giả đài truyền hình Vista TV 57.11 Galaxy 19. Hôm nay là thứ hai đầu tuần 20 tháng 2 2017. Hân hoan chào đầu tuần nhà báo Viên Huy. Dạ vâng, kính chào tái ngộ cùng quý khán giả đài truyền hình Vista và kính chào giáo sư Trần Văn Chi. Vâng, thưa ông Viên Huy, đầu tuần chúng tôi xin gửi đến khán thính giả lời chúc mừng tốt đẹp cho tất cả mọi việc đều hanh thông. Và chúc quý vị khán thính giả có những cái ngày còn lại trong tuần này rất là vui tươi. Mở đầu cái phân tích thời sự hôm nay, chúng tôi nói gửi tới khán giả một cái phân tích liên hệ tới một cái bản tin Reuters trong 12 tháng, trong 16 tháng 2 2017 có nhắc tới cái chuyện là ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Mattis, ông nói rằng là Nga chưa đủ điều kiện để cùng với Hoa Kỳ hợp tác quân sự. Đây cũng là một vấn đề rất là đặc biệt, nó có cái tính cách là phản diện, bởi vì ai cũng nói, ai ở đây muốn nói là dư luận, báo chí và những người chống ông Donald Trump thì đều nói là ông Donald Trump là người thân của ông Putin và hai bên coi như là thân tình. Nhưng mà ông Mattis, ông nói như thế thì phải nói rõ ràng là không phải làm cái điều như người ta nói là ông Mattis làm theo ý của ông Donald Trump, hay là ông Donald Trump luôn luôn là hãy đắc cử tổng thống rồi là mở cửa đón chào ông Putin. Nó không phải như vậy, thì cái quyền lợi quốc gia vẫn là ưu tiên. Ông nói là cái nước Nga chưa đủ điều kiện. Cái sự kiện xảy ra, cái chuyện này là khi Reuters thuật lại là đây là một câu chuyện xảy ra lần đầu tiên ông Mattis đến dự một cái hội, cái nhóm NATO, tức là các cái cường quốc ở Bắc Đại Tây Dương, thì ổng có đặt điều kiện như vậy. Thì phải nói là song song với cái chuyện này thì ở bên lề cái hội nghị đó, hai người gặp nhau, ông Mattis và ông Shoigu là ông Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, thì cũng tuyên bố rằng là hai bên tức là nước Nga có vẻ là muốn tạo ra một cái quan hệ dù quân sự quốc phòng với nước Hoa Kỳ. Nhưng mà ổng nói rằng là mặc dầu muốn như vậy nhưng mà Nga luôn luôn không chịu lép vế, nghĩa là Nga, ông Shoigu Bộ Quốc phòng Nga, ông nói rằng chúng tôi không muốn là nước Mỹ là bề trên của chúng tôi. Có vẻ là ông nói có vẻ là cũng hơi khiêm nhường, mặc dầu nói dữ như vậy khiêm nhường. Bên cái lề hội nghị đó thì ông Bộ trưởng Ngoại giao của nước Hoa Kỳ mới đó là ông Tillerson, thì ông cũng nói một cái luận điệu là Hoa Kỳ sẵn sàng muốn hợp tác với Nga để mà giải quyết vấn đề khủng bố, và đặc biệt là ông nêu cái vấn đề Syria, thưa anh Viên Huy. Nhưng mà Syria ông nói sao? Syria ông nói là không thể hợp tác với Trung Quốc, với nước Nga của ông Putin được, là bởi vì nước Nga phải thay đổi cái điều kiện. Cái điều kiện đó là gì? Điều kiện đó là ông Bộ trưởng Quốc Ngoại giao của Mỹ nói rằng là nước Nga luôn luôn xem những cái người chống ông Assad, tức là tổng thống của nước Syria, là khủng bố. Cái đó không được, cái đó là không được. Nhưng mà Nga phải nói là Nga tới giờ này là hầu hết những người chống ông Assad thì đều bị Nga liệt vào khủng bố. Cho nên trước đây trong cái thời ông Obama than phiền rằng là ông Putin ném bom, cái khủng bố là ít mà ném những cái lực lượng là chống ông Assad là nhiều. Bởi vì sao? Ông Putin ổng cứ nhắm mắt ổng xem tất cả những cái người mà phản đối hay là chống ông Assad đều là khủng bố. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là giữa hai người, ông Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng đều nói những cái lời nói giống như vậy, nghĩa là hai bên vẫn muốn liên hệ về vấn đề quốc phòng với nhau nhưng mà không có thể hợp tác được, là bởi vì yêu cầu Nga phải thay đổi. Chúng ta thấy trong khi đó thì phải nói là ở tại Hoa Kỳ, chúng ta nhớ đây là mấy ngày nay thì một bữa họp báo lần đầu tiên của ông Donald Trump, thì ông Donald Trump đã nói một cách rất là thẳng thắn rằng là luôn luôn là nói rằng là những cái báo chí ở Hoa Kỳ luôn luôn là tìm cách rò rỉ tin tức ra nhằm cái gì? Nhằm là ngăn chặn không cho Hoa Kỳ, tức là ông Donald Trump, để mà thiết lập một cái quan hệ cần thiết giữa nước Mỹ và nước Nga. Và ông nói dùng cái chữ là chân dò của ông. Và ông nói rằng cái điều này quý vị là không công bằng, là bởi vì nếu chúng tôi, tức là ông Donald Trump, mà trừng phạt hay là hung hăng hay là đối đầu với nước Nga, cái chuyện nó dễ quá, cái chuyện nó nhắm mắt đối đầu thì dễ rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn tạo ra một cái sự quan hệ
thiết lập một cái cơ chế để mà tiến tới chỗ mà là tạo ra một cái hòa bình, đó là cái khó, nhưng mà báo chí luôn luôn chống đối. Vì thế cho nên chúng ta thấy là cái thái độ của Hoa Kỳ cũng như nước Nga hình như là hai bên đang có vẻ là ngại bước tới một bước, là sợ bước tới một bước thì người ta nói hai ông này là bồ te với nhau, thưa anh Nguyên Huy. Cái này mình nói theo kiểu dân gian là như vậy, thì có lẽ là cái quan hệ ngoại giao mặc dầu nó là chính thống nhưng mà cái ảnh hưởng bên ngoài tác động tới vẫn là vấn đề khó khăn cho những nhà lãnh đạo giữa hai nước, thưa anh Nguyên Huy. Vâng. À, ở đây chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà hợp tác quân sự đó, nói thì nó có vẻ nó giản dị như vậy thôi, nhưng mà thật sự ra hợp tác quân sự đó nó phải dưới cái bóng chính trị nữa chứ không phải là chỉ quân sự thôi. Mà sở dĩ có cái câu này thì Bộ trưởng Quốc phòng Mattis của ông, của phía Hoa Kỳ đó, là đi theo cái đường lối của Tổng thống Donald Trump. Vì Tổng thống Donald Trump có kêu gọi sau khi mà nhậm chức lên thì có kêu gọi và có rủ Nga cùng là tăng tiến cái vấn đề vũ khí nguyên tử. Vâng, là cái thứ hai. Vâng, để mà diệt IS thôi. Cái thứ hai là cùng nhau hợp tác, nghĩa là tiêu diệt IS, quyết tâm. Thì vì thế cho nên bên Nga thì coi rằng là có thể dựa vào những cái lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump như vậy và cho rằng là có nên có cái sự hợp tác quân sự. Nhưng mà Nga quên rằng, và có lẽ họ cũng nhớ ra nhưng mà họ cố tình họ lừa đi, lờ đi thôi, là bởi vì là cái hợp tác quân sự này là phải hợp tác như thế nào. Nga đã nói rằng là không phải là hợp tác hai bên mà ông Hoa Kỳ thì muốn làm như là bề trên. Thật sự là như thế này, Hoa Kỳ là đang tìm lại cái thế quân bình với lại Nga ở Trung Đông. Và cái thứ hai nữa là trước cái sự kiện mà Nga đã chiếm Ukraine của chiếm Crimea của Ukraine rồi, thì cái chuyện đó coi như nếu bây giờ hai bên hợp tác với nhau chặt chẽ thì coi như trên căn bản đã rồi, tất cả những cái chuyện kia là Mỹ phải công nhận rồi. Thì Mỹ đâu có công nhận. Mà Mỹ không có thế công nhận. Nên bên Nga mới nói là anh muốn đứng bề trên, anh bắt chúng tôi phải làm đó, cái này. Đó, hơi khó khăn cho đó. Thế cái đó mình thấy đó là biện minh cho cái chuyện mà thái độ của báo chí Hoa Kỳ cứ cố tình là cay đắng với ông Donald Trump về vấn đề này. Dạ. Vâng. Vâng, và thưa quý vị, giờ chúng ta lại qua đến một cái chuyện ở Trung Quốc, thì ông Trung Quốc là mới có thể là sẽ ra một cái luật là cấm tàu các nước ngoài mà đi qua cái lãnh hải của mình. Thì đây là theo một cái tin tức của Thời báo, Hoàn cầu Thời báo, thì đưa ra một cái tin tức này là đây mới làm cái coi như là nếu mà theo cái hành chính của bên phía dân chủ, các nước dân chủ, thì coi đây mới là cái dự luật. Và dự luật này đang được thảo luận ở Quốc hội, và khi mà thảo luận xong thì sẽ đưa ra cho chính phủ để chính phủ của ông Tập Cận Bình đó thực hiện. Thì cái dự luật này, nội dung của cái dự luật này theo cái Hoàn cầu Thời báo cho biết là dự thảo để trao quyền trách nhiệm cho tất cả những cái vị chỉ huy hàng hải của địa phương có quyền là ngăn cấm tất cả các tàu của nước ngoài đi qua cái lãnh hải của Trung Quốc. Ở đây có một điểm người ta nhấn mạnh rằng là cái dự luật này không đề cập đến những cái lãnh hải đó là lãnh hải nào. Lãnh hải đương nhiên được quốc tế công nhận, hay là kể cả những cái lãnh hải mà Trung Quốc hiện tại bây giờ vừa mới chiếm là những cái hải đảo. Thì đó là những cái điểm mù mờ. Nhưng mà đây thì theo Hoàn cầu Thời báo có cho biết rằng là cái dự luật này là dự luật được soạn thảo dựa theo cái luật UNCLOS, tức là luật biển quốc tế. Thì coi như là Trung Quốc có vẻ như là tôn trọng pháp luật quốc tế lắm. Nhưng mà thật sự ra, ở đây có thể chúng ta thấy rằng là phân tích về cái tin này, chúng ta thấy rằng là có thể đây là một cái sự đáp ứng của Trung Quốc sẵn sàng để mà đáp ứng cái kế hoạch của các hải quân, của các tướng lãnh hải quân, các cấp chỉ huy của Hải quân Hoa Kỳ là đang soạn thảo một kế hoạch và đang trình Tổng thống Donald Trump để xin cho thông qua cái này để có thể thực hiện được. Đó là cái kế hoạch mà đưa một cái lực lượng hàng không mẫu hạm của mình là lực lượng Wilson, cái hàng không mẫu hạm Wilson này sẽ cùng với lại các chiến hạm khác đi qua các vùng biển của Trung Quốc mà tuyên bố đơn phương là có thẩm quyền của mình, và tức là đã tuyên bố rằng là tất cả, theo như các vị chỉ huy trưởng của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, là kế hoạch này sẽ là đưa các tàu đi vào trong các khu vực
của các đảo mà Trung, 7 đảo mà Trung Quốc đã lấn chiếm và bất kể đến tôn trọng của luật pháp quốc tế và kể cả cái phán quyết của tòa trọng tài quốc tế nữa. Thì thưa quý khán giả, thì đây có thể người ta cho rằng là đây là một cái sửa soạn đối đầu với cái kế hoạch này của Hải quân Hoa Kỳ hay chăng? Và một cái sự thật là nhiều nhà phân tích cho rằng là một bên đưa ra là chúng tôi có quyền ngăn cấm thế nọ, mặc dầu cái quyền ngăn cấm đó chưa chỉ định rõ cái khu vực nào, nhưng mà nếu mà theo như là những cái sự tuyên bố hùng hồn của Trung Quốc qua Bộ Ngoại giao, qua những phát ngôn viên của chính phủ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, thì chúng ta thấy rằng là 7 cái đảo mà Trung Quốc vừa mới tân tạo lại đó, thì một cách phi pháp đó, thì bây giờ Trung Quốc coi đương nhiên là thuộc lãnh thổ, lãnh hải của Trung Quốc. Và vì thế cho nên cái dự luật này ra thì chắc chắn là bao gồm chuyện đó. Còn trong khi mà Hải quân Hoa Kỳ mà đưa ra cái kế hoạch đó, mà Hải quân Hoa Kỳ đi qua vào sâu vào trong cái 12 lãnh hải mà theo luật ân cốt quốc tế quy định đó, thì chắc chắn là sẽ có những cái sự đụng độ xảy ra. Một là Trung Quốc sẽ cho tàu bám theo như từng đã làm và đuổi những cái loại tàu của Hải quân Hoa Kỳ ra, cũng như là tất cả các loại tàu của các nước khác. Thì thưa quý khán giả, thì liệu Hoa Kỳ có chịu như vậy không? Và chắc chắn là khi mà thi hành cái kế hoạch này thì Hải quân Hoa Kỳ cũng đã dự trù những cái trường hợp như vậy, thưa. Thành ra mình thấy phải nói đây cũng là một cái phản ứng gặp tính cách là ngăn chặn những cái việc làm sắp tới như anh Viên Huy vừa nói. Nhưng mà thật sự thì cái điều đó nó cũng vô ích, bởi vì cái này không phải của anh, tức là những cái đảo không phải của anh thì làm sao anh có cái quyền 12 hải lý giống cái như là UNCLOS đưa ra. Nhất là anh nói là anh dựa trên UNCLOS. Thành ra cái đó nó cũng là vấn đề để anh biện minh cho cái đó. Thật sự cái đó nó rất là yếu, nó không mang cái tính pháp lý quốc tế. Cái anh tự chiếm đất của người ta rồi cái anh khoanh vùng, anh đưa ra cái luật, anh nói là cái này là 12 hải lý. Thành ra đây cũng là một cái điều thật sự nó rất là diễn dông trong cái chuyện này. Thì phải nói là như vậy, rõ ràng là Trung Quốc đã lo sợ. Và cái chuyện Hoa Kỳ mà tuần tra trong 12 hải lý, hải quân Hoa Kỳ chuẩn bị tuần tra trên biển và trên không trong cái vùng đó, rõ ràng là có thể hiện thực. Cho nên Trung Quốc mới lo sợ, chứ nếu không thì Trung Quốc áp dụng xưa nay cần gì phải làm mấy cái chuyện như vậy. Thưa khán giả, đây là một cái điều chúng ta thấy là trước cái áp lực của những cái quân sự của quân đội của Hoa Kỳ thì Trung Quốc có vẻ là đây lo sợ là ông Trump làm thiệt đó, tuần tra 12 hải lý thiệt đó, chứ không phải là dẫn chơi như ông Obama đâu. Thưa khán giả, chúng tôi trở lại sau phần thông tin thương mại.